Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Triệu Bích Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về một cái vấn đề ở ngay tại vùng thủ đô và ở hải ngoại. Đó là mùa hè các em chơi gì thưa quý vị? Thì môn cờ vua là một trong những môn nổi tiếng dành cho mọi lứa tuổi. Và chương trình học ở bên Hoa Kỳ này theo các phụ huynh cho biết là giá cả cũng khá đắt đỏ thưa quý vị. Khoảng 200 đô la cho một tháng và mỗi tuần chỉ được dạy có nửa tiếng đồng hồ đánh cờ vua mà thôi thưa quý vị. Ngoài cờ vua thì cũng còn có cờ tướng. Tuy nhiên cờ vua thì phổ biến rất nhiều và nhiều hơn so với cờ tướng thưa quý vị. Cờ tướng thì những nước Á Châu thường chơi như Tàu, Singapore, Nhật, Hàn, Việt Nam vân vân. Còn cờ vua thì nó phổ biến trên khắp thế giới thưa quý vị. Thì để giúp đỡ các em nào mà muốn học chơi cờ vua thì chúng tôi sẽ mở một cái lớp để mà các em có thể được dạy chơi cờ vua miễn phí thưa quý vị. Thì điều kiện là các em phải mua một bộ cờ hay tự mua một bộ cờ thưa quý vị. Rồi sau đó thì chúng tôi liên lạc với chúng tôi sẽ tổ chức vào mỗi trưa thứ bảy hàng tuần và chỉ dạy ở những cái lớp căn bản. Còn những lớp nâng cao thì các em sau khi biết được thì tự tìm hiểu nâng cao thưa quý vị. Và xin nhắc lại lớp dạy miễn phí trong mùa hè, xin thưa quý vị là như vậy. Tức là những cái lớp căn bản mà dành cho những em chưa biết chơi cờ tướng và cờ vua. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng cờ tướng thì phụ huynh không mấy ham và các em cũng không thích. Vì học xong rồi cũng chả biết đi đánh với ai như thế nào. Trong khi cờ vua thì rất phổ thông ở Hoa Kỳ. Các em học xong thì có thể vào trường tham gia các câu lạc bộ cờ vua dành cho học sinh vân vân, rồi đi đánh thi đấu vân vân thưa quý vị. Thì nói về cờ vua thì rất là bao la, nói hoài không hết. Ở đây thì chúng tôi chỉ mong muốn là chiêu sinh, tuyển sinh một số em nhỏ Việt Nam mà có ham thích cờ vua, mà thích đi thi đấu nữa thưa quý vị. Đi thi đấu thì mới nâng cao được cái khả năng thực chiến của cái kiến thức cờ vua của mình. Còn nếu mà không có khả năng đi thi đấu thực chiến thì cũng có thể lên trên trang nhà chẳng hạn như chess.com để mà chơi với người lạ chẳng hạn như vậy, hoặc là vô Facebook rồi tìm kiếm trò chơi game chess thì cũng không thiếu. Thậm chí có ngoài chess.com còn có những cái app như là social chess vân vân để mà đánh với khắp nơi trên thế giới. Nói chung bộ môn là một bộ môn về trí tuệ. Tuy nhiên giá cả ở Hoa Kỳ này cũng khá đắt đỏ. Một lớp học như chúng tôi trình bày cho các em tốn 200 đô mỗi tháng. Và nếu mà 3 tháng thì tốn khoảng 600 đô la. Xin thưa quý vị là như vậy. Mà chưa chắc là đã biết chơi cờ giỏi. Vì đây là một bộ môn mà phải tập luyện thường xuyên để mà nâng cao kiến thức. Xin thưa quý vị là như vậy. Tuy nhiên hy vọng là có một chỗ chơi để mà các em có thể chơi với nhau, rồi sau đó trở lại các trường học thi đấu với các bạn học sinh trong các trường thưa quý vị. Thì xin nhắc lại đây chỉ là những lớp căn bản, những lớp nâng cao thì dành cho các em tự học. Các em thì sẽ được dạy những bước căn bản, những cách phòng thủ căn bản,
những cách phối hợp căn bản và những cách chống đỡ căn bản vân vân, tức là khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc. Nói chung là biết những cách như thế. Còn tùy theo khả năng và tùy theo tài năng của mỗi em, có thể phát triển lên rất cao, nhưng mà cũng có những em chắc chắn sẽ không mấy hứng thú. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng là có một cái lớp dạy cho trẻ em thiếu nhi ở trong vùng thủ đô Washington DC những cái căn bản về cờ vua. Ở đây thì không có tham vọng trở thành một cái lò đào tạo năng khiếu cờ vua, thưa quý vị. Chỉ muốn giúp đỡ các em có thêm một cái trò chơi, có thêm một cái kiến thức mới và có thêm bạn mới. Mà điều quan trọng là miễn phí, thưa quý vị. Và giờ giấc là từ 1 giờ trưa tới 2 giờ trưa mỗi thứ bảy. Thì chương trình sẽ dạy những cái căn bản rồi tập chơi với nhau. Xin thưa quý vị là như vậy. Thì nói về cờ vua thì nó rất bao la, và có thể nói là ở hải ngoại này thì cũng chưa có một người Việt Nam nào trong vùng thủ đô này mà tổ chức một cái lớp cờ vua, thưa quý vị. Nói chung ai cũng bận rộn mưu sinh vân vân. Thì trên màn hình đây là thành tích của tôi ở top, thưa quý vị thấy chữ U, tức là ở cái level Chess Master đứng top trong cái league, tức là cái cúp cao nhất ở level 12, và nó cho điểm là trên 2200 cộng, thưa quý vị, và đã đạt được cái chức danh gọi là Chess Master trong môn chess ở trên Facebook. Nói chung thì thời đại hiện nay thì đánh ở nhà, đánh trực tuyến vui hơn là đi ngoài đường. Tuy nhiên các em nhỏ thì cần đi đây đi đó, đi ngoài đường thi đấu với nhau nó vui hơn, thưa quý vị. Thì đó là trình độ của cá nhân. Còn các em học được hay lĩnh hội được cái gì thì không ai biết trước và cũng không ai hứa trước được, thưa quý vị. Xin thưa quý vị là như vậy. Còn về giáo trình dạy cờ vua thì chúng tôi sẽ dựa vào sách của tác giả Eric Schiller, thưa quý vị. Một trong những cuốn sách nổi tiếng về dạy cờ vua. Thành tích cao nhất là được xếp hạng 150 ở Chess Master ở Hoa Kỳ và xếp hạng 2965 trên Facebook trên toàn thế giới, thưa quý vị. Thì đây là giáo trình Eric Schiller dạy về cờ vua căn bản, thưa quý vị. Trong đó, xin thưa đây là giáo trình bằng tiếng Anh, nhưng mà chúng tôi sẽ cố dịch sang tiếng Việt cho các em nếu các em muốn tìm hiểu về tiếng Việt, thưa quý vị. Chẳng hạn như khai cuộc, trung cuộc, tàn cuộc, trung tâm mở rộng, rồi phòng ngự, phòng thủ, vân vân. Có nhiều cách phòng ngự và phòng thủ, vân vân, quý vị có thể coi là trong cuốn sách này. Nếu quý vị nào biết cờ vua thì nó khá đầy đủ chi tiết, xin thưa quý vị là như vậy. Những cách khai cuộc phía bên trắng, rồi khai cuộc phía bên đen, rồi các loại gambit, tức là bẫy, các loại bẫy cánh vua, bẫy cánh hậu, rồi phòng ngự ba ngựa, tức là phòng ngự tam mã, tứ mã, vân vân, rồi phòng thủ Sicilian. Nói chung là qua nhiều trăm năm cho nên cờ vua đã sáng tạo ra nhiều loại tên tuổi và nhiều loại tên gọi các loại phòng thủ. Quý vị thấy có thể là phòng thủ Nimsovich, phòng thủ Alekhine, phòng thủ Semislav, phòng thủ này, phòng thủ kia, vân vân.
Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố không làm rối trí của các em, chỉ dạy những điều căn bản rồi sau đó các em tùy hứng, tùy thích tìm hiểu thêm thưa quý vị. Nói chung là quá nhiều loại phòng ngự, phòng thủ, các loại phối hợp vua rồi hậu rồi tượng rồi xe rồi mã rồi chốt vân vân thưa quý vị. Nói chung là phân tích chơi cờ vua cả ngày không hết. Đây là cái ván kinh điển Kasparov đánh với Karpov năm 1991. Xin thưa về như vậy. Tác giả Eric Schiller viết rất kỹ, nói chung là rất chuyên sâu, nhưng chúng tôi cũng không hy vọng là các em sẽ trở thành kiện tướng cờ vua hay là kiện tướng, đại kiện tướng gì người Việt thưa quý vị. Chúng tôi chỉ mong là các em có một cái niềm đam mê mới, một cái thú vui mới để mà các em có thể giải trí trong cuộc sống một cách hài hòa, vui vẻ. Và đó là những cái máy điện tử chơi game. Còn đây là danh sách các kỳ thủ ở trên thế giới, các đại kiện tướng, các vị lẫy lừng trong bộ môn cờ vua thưa quý vị. Thì chương trình đến đây tạm chấm dứt.